Hằng túi được biết đến là một trong những hot mong đình đám Hà Thành. Cô được nhiều người vô cùng ngưỡng mộ vì nhan sắc mạng mà, khả năng kinh doanh cực đỉnh và đặc biệt là cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên anh chồng điển trai Tiến Dũng cùng sáu đứa con sinh như thiên thần. Gia đình, siêu to khổng lồ, cực đông thành viên của Hằng túi. Mới đây, nhân vụ việc chị họ, người hùng, Nguyễn Ngọc Mạnh tử vong bất ngờ, để lại bốn trang nhật ký tố mẹ chồng ngược đãi Hot Mom Hằng Túi cũng đã có chia sẻ liên quan trên Facebook cá nhân. Hằng Túi tỏ ra thương xót với số phận cô gái xấu số trong vụ việc. Cô cho hay nếu mình là người cha người mẹ trong câu chuyện kể trên, cô sẽ ôm con gái vào lòng và không cho sang nhà chồng để rồi bị đầy đọa nữa. Lấy chồng để được yêu thương, che chở, sang sẽ khó khăn chứ có phải lấy chồng là bị bán đi làm o là cái máy đẻ, nồi cơm điện và chịu nhục đâu chứ. Tôi có ba cô con gái, trước khi cho đi lấy chồng, tôi sẽ dặn con dễ, nếu không còn yêu con mẹ thì cho mẹ xin con gái lại, hàng túi viết. Chưa dừng lại ở đó, hot mom này còn tiết lộ thêm một chi tiết về chuyện ly hôn trước đây với người chồng đầu. Theo đó, khi cô về nhà nói với bố mình, người mà cô gọi yêu là ông Vinh, ông Vinh chỉ đáp lại một câu duy nhất và không bao giờ nhắc lại nữa, ờ, thế à. Tự con quyết, con chịu trách nhiệm, miễn con thấy vui và thoải mái là được. Được biết trước khi đến với người chồng thứ hai tiếng Dũng, hằng túi từng có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với người chồng đầu là đăng nguyên em trai ca sĩ đăng khôi cặp đôi đã trải qua quá trình cơm không lành canh chẳng ngọt và chia tay trong ồn ào thậm chí đến khi đã mang thai em bé thứ tư hằng túi vẫn lên mạng tố chồng cũ một năm không gửi tiền trợ cấp nuôi con còn sari vợ mới của đăng nguyên thì tỏ thái độ với con chồng hằng túi từng có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với người chồng đầu là đăng nguyên Hiện tại cô nàng đang tận hưởng cuộc sống cực kỳ đủ đầy và viên mãn bên người chồng thứ hai. Nhan sắc của bà mẹ. Sáu con càng ngày càng mặn mà. Ảnh tổng hợp